Đây là hàng mới nhất luôn hả chị? Dạ, mới quay xong tại luôn. Dạ. Thấy cái miệng còn rướm rướm sữa dễ thương kìa. Mà 30 tuần tuổi là còn 7 nhỏ tháng. Quá ha. Dạ, thanh non 7 tháng. Khoảng dạ. 7 tháng. Dạ. Là mới đóng viện phí 2 triệu rồi ha. À, theo cái lời của chị Thúy kể là có một bạn sinh viên hả, chị có quen không hay là sao mà cái cơ duyên nào mà người ta nhắn cho chị? Tuy là người ta không có quen á, đây bạn sinh viên nhắn tin đây. À, đây nè. Đó, có nhắn tin rõ ràng luôn đó. Khi nào gặp được bé chị chụp hình cho em xem bé với nha. À, chưa đâu, khi nào bé, ý là đang hỏi ha, đang hỏi. Ở trên là người nhắn tin À, rồi, nhà trên em này. mua giùm, nó bỏ ở ngoài đó đó, kêu em mua giùm Quá rồi. trời tin nhắn luôn nè. Còn cho bé trai 3 ngày tuổi ha. À, Mình là thấy là nó vậy rồi đó. tức là bé sinh viên đó là cho một người khác Cho một nữa. người rồi. Cái À người đó là dạng như đem về là thấy kiểu như yếu quá, không nhắm, không lo nổi dạ, nữa. Đó, sức khỏe như là nguy hiểm quá đó. Là mới bắt qua tới kiểu mình. như là người ta cũng không có đủ cái điều kiện để mà đưa bé đến bệnh viện đúng không? Rồi xong rồi cái khi À mà giao em xong về nhà thì em mới nhắn tin lại, em nói là tại sao mà ba mấy ngày trời mà để bé như vậy không có quần áo. Thì nó nói là không mặc quần áo cho bé luôn à? không, Trời nó gọi ơi. là không mặc cái gì hết luôn, chỉ có một Dạ. cái áo khoác màu đen là để vô thôi, không có quần Là áo mấy không ngày gì. liên tục vậy á? Dạ À. em tin nhắn em coi, em lên Rồi coi rồi. đó. Không, mấy cái ngày đó rồi cho bé ăn uống cái gì? Không, không có gì hết luôn để vậy đó. Thì em Trời nói đất là ơi. tại sao mà ác vậy, em nói là chị thông cảm thì tại vì em cũng có gia đình á, em không lo được. Em nói nhưng mà để vậy là rất là tội. Rồi xong bữa em lan tăng luôn, không có chuyện với em luôn, không nhắn tin nữa, không Thôi nhắn có tin. cái duyên rồi mình cứ giúp cho bé vậy ha. Rồi sau này nếu mà bé lớn lên hỗ trợ được cái gì mình hỗ trợ. Đây. Mới mua về cho bé hả chị? Một ngày là xài hết chừng này. Một ngày 10 miếng tả. Thằng ướt. Vậy ha. À. Rồi chị Thúy cái tình trạng của bé như thế nào rồi? Khỏe hơn rồi ha, mừng Đó, quá. có nghĩa là khóc được rồi đó, khóc được nhiều. Khi mà mình nói chuyện với bé đó thì bé mở mắt ra giờ mình được, Vậy nhưng ha. mà vẫn chưa ăn sữa được. Vậy rồi sữa giờ sao? Dạ bé không giờ chú sữa được, chỉ là đang truyền dịch với truyền đạm thôi, tại vì À. dạ dày của bé còn chảy ra đó, Dạ. cho nên là không uống sữa được, chú uống sữa được thôi. Nhưng mà đã tỉnh táo rồi. Tỉnh táo hơn rồi ha. Dạ đã tỉnh Cái táo cách đây rồi. khoảng 2 ngày rồi chị Hạnh nhắn cho chị Thúy nhắn cho em là lúc đó là bé bị tràn dịch dạ dày Dạ hả? đúng rồi, chảy rất là nhiều, nhiều lắm luôn. Ở cái tình trạng đó nguy kịch nguy cấp lắm hả chị? Dạ À. nhưng mà hiện tại bây giờ là bé đã ổn rồi, Dạ vậy cũng mừng quá dịch ha. Rồi. là nó hết rồi, chỉ còn chút xíu thôi nó thôi là xong rồi rồi. Dạ. Bữa chị nói là bé là bị tràn dịch dạ dày rồi bị gì nữa ta? Có bị viêm ruột, Dạ. bị nhiễm trùng sơ sinh, Dạ. bị vàng da, không tự thở được, với lại dịch dạ dày á, nó trào ra ngoài á, cho nên là phải hút ra ngoài hết. Dạ bây giờ khắc phục được bao nhiêu cái rồi chị? Nói chung là bác sĩ cũng đang cố gắng điều trị cho bé đó, nhưng dịch dạ dày trong đó hết rồi đó, Dạ. vẫn còn thở thôi, để chờ dịch dạ dày nó hết sạch á sẽ Đang cho bé chờ thở. thở với lại chiếu đèn đó. Dạ không, sưởi ấm, không chiếu đèn, sưởi Không chưa ấm. à. Dạ sưởi ấm thôi. Cái khi nào thì được ra ngoài chị? Bác sĩ nói là có thể là ngày 24 tháng 9. Vậy nên có gì chị cập nhật tình hình cho cô Chiến biết với ha. Thì Dạ sau khi mà chia sẻ cái chuyện này cô Chiến cũng không dám nhận quyên góp nhiều tại vì không biết là cái tình hình của bé như thế nào thì chị thử hỏi bác sĩ coi có cần cái chi phí điều trị gì hay không. Thì trước mắt á, là bé có một cái quỹ là gần 10 triệu đồng để mà sửa tả cái đã. Thì hôm nay cô Chiến gửi cho chị khoảng 2 triệu ha để mà chị mua mua sữa mua tả cho bé nha. Thì khi nào hết chị lại nhắn cô Chiến hoặc là khi nào mà có cái chi phí điều trị gì á chị Thúy gọi cho cô Chiến ha. Ở đây là 2 triệu đồng cái quỹ của bé của bé An đi, đặt cả bé Dạ bác An sĩ phải cho tên không? An. Ừ, Dạ bác vậy sĩ cho tên là An. của An. An bây giờ là chị có biết là được bao nhiêu ngày tuổi rồi? 10 ngày tuổi rồi. 10 ngày tuổi Dạ 10 ngày mà tuổi. sinh non ha, Dạ sinh sinh non non 30 tuần. 30 tuần. Dạ Rồi mấy bữa nay một mình vậy á, ông xã với lại mấy đứa về chưa? Dạ về rồi. Về rồi rồi. Cái rồi mấy bữa nay cực nhiều không chị? Thì cũng vậy đó, cứ ngồi mấy canh đi, khi bác sĩ cần mình hỏi thăm gì đó thì cứ vô gặp bác sĩ thôi, nhưng mà một ngày gặp được có nửa tiếng thôi à. Một ngày gặp có nửa tiếng thôi Dạ là nhưng mà 6 giờ tính 6 rưỡi thôi, là vô rồi mình vệ sinh tả nè, lau chùi cho bé này kia, nước nóng á, lau dạ tay chân rồi thay tả cho bé này kia. còn cái lúc uống sữa thì sao? Chưa có uống sữa được, khi nào uống sữa được À khi nào uống sữa được thì có là 3 tiếng chưa uống một lần, 3 nhưng tiếng mà mình chưa được uống vô sữa một được. lần ha. Dạ
Vậy là một ngày gặp được một nửa tiếng thôi. Nhưng mà sắp ra ngoài rồi chắc là uống sữa được phải không? Dạ. Vậy cũng mừng quá. Giờ thấy bé có tiến triển gì không ạ? Da có thịt hơn chị? Không, có nghĩa là tỉnh thôi. Còn là gì không uống sữa mà nó da thịt đâu. À. Ý là mình tỉnh táo không có đậu rồi. Chỉ là vô chỉ có mơ nằm nằm không biết gì chứ. Dạ, ý là giờ biết nhìn mình nữa ha. Giờ mình kêu là ta mang bị thăm con á. Thì có nghĩa là mở mắt ra giờ cái nhãn miệng cười ấy thôi ạ. À, kính thưa bạn thì Quốc Chiến cũng chia sẻ với lại mọi người luôn. Chị Thúy thì nhà ở Tiền Giang ha. Nhưng mà hôm đó thì chị nhận được cái tin nhắn của người ta về việc là có một cái em bé sinh viên là sinh ra con sinh non nhưng mà không có nuôi được, thì đã đưa cho một người và người ta cũng không có điều kiện để nuôi luôn. Ta nhắn tin cho chị thì chị đã lên đây để đón bé, thì cũng không ngờ là bé nhỏ như vậy ha. Thì sau đó đã đưa bé vô bệnh viện để mà chữa trị. Thì hiện tại thì cũng bây giờ bác sĩ có nhắc tới cái chi phí là sẽ phải làm gì không? Vậy thì Quốc Chiến cũng rất là khó. Ví dụ như là cũng chưa biết trước thì tạm thời Quốc Chiến chỉ xin cho bé được khoảng 10 triệu. Thì bây giờ Quốc Chiến đưa trước 2 triệu rồi đó. Thì khi nào cần những cái gì mua sữa, mua tã hết á, chị cứ nhắn cho Quốc Chiến thì Quốc Chiến sẽ vào Quốc Chiến đưa cho chị ha. Hoặc là mua cho chị để mà có cái chi phí cho bé. Còn sau này nếu như bác sĩ kêu là phát sinh những cái chi phí gì á, thì chị nhắn cho Quốc Chiến biết ha. Quốc Chiến sẽ thông báo với mọi người, thì mọi người hỗ trợ được phần nào thì nó hay phần đó ha. Dạ. Rồi mấy bữa nay rồi chị dậy chị ngủ đâu chị? Chị như gần một tháng á. Vậy hả? Cái người ta cho chiếu cho mình nằm trong cái người bị bệnh đó. Trời. Thì ban ngày thì cứ ngồi ở trên làm vòng ghế ngồi trên vậy đó. Chị thấy thích cực không? Thì không. Nhưng mà cực chứ, cực như nào? Nói chung là cũng ta phải cũng gia hộ á, mặc dù là không ngủ được thì ăn cơm bình thường nhưng mà vẫn có sức khỏe để lo cho bé. Vậy hả? Rồi mấy bữa nay chị ở trong này tốn kém không? Tốn không có nhiều, như là mua tã hoặc là uống nước á. À, uống nước thôi đúng không? Chứ còn tiền cơm thì nó cũng đỡ được. Quốc Chiến cũng chia sẻ với mọi người luôn, chị Thúy làm công nhân thôi, một con người bình thường mà cũng có hai đứa nhỏ rất là dễ thương, có mấy đứa con rất dễ thương. Chị có hai đứa, hai em hay là ba em? Dạ, ba em, một đứa. Ba. Đi tu một đứa nên đi tu. À, đi tu là mình không có tính là con của mình hả? Là con của Phật rồi đó. Là bữa là em gặp hai đứa sau đó là chưa đi tu phải không? Dạ, chuẩn bị một đứa là đứa trai chuẩn bị đi tu rồi đó. Dạ. Thì đó, em cũng cảm ơn chị Thúy rất là nhiều. Mặc dù là một con người mình làm cái công việc bình thường thôi, nhưng mà đã cứu mang cho bé An tới giờ phút này ha. Thì hy vọng là chị tiếp đồng hành, Quốc Chiến sẽ cố gắng hỗ trợ hết mức có thể ha. Thôi bây giờ chị tranh thủ với bé nha. Bây giờ chị... Hôm qua thầy nhắc em nói con cái tin là qua đó, có la quá trời. La hả? Hai đứa về quê rồi hả? Nhớ mẹ không? Cũng nhớ, mà trong em mất bệnh á, là em về nhà. Rồi mấy bữa giờ có gọi cho mẹ không? Ngày nào cũng gọi đó. Vậy hả? Có cho em không? Có, cứ ngày nào cũng lên chùa giái hôm qua. Nhưng mà em hỏi chị Thúy là lỡ như bé phải bệnh, bé về á, mình có lo được cho bé không? Dạ được mà. Cố gắng ha. Thì anh có mấy hai đứa con mày đó. Bản thân Quốc Chiến thì cái thời gian gần đây rất là bận, gần như là không có làm thêm nhân vật mới. Nhưng mà khi mà thấy bé thì thực sự là Quốc Chiến rất là xúc động. Vì một cái đứa bé mà nó bất hạnh, từ sinh ra không có cái hơi ấm của cha và mẹ nữa. Nhưng mà cũng rất là may, thôi có chị Thúy thì cũng đỡ được phần nào ha. Thì thôi có gì Quốc Chiến hỗ trợ được, nào Quốc Chiến hỗ trợ tới đó nha. Thôi chị chạy vô với con đi. Có gì báo Quốc Chiến liền nha. Dạ. Bye bye. Đó, kính thưa các bạn. Thì có một con người rất là hay ha. Không phải là họ không có con, có nhiều người con, nhưng mà vì thương cho cái hoàn cảnh của một em bé bị rọ rơi, họ sẵn sàng bỏ thời gian công sức để mà chăm sóc cho bé. Thì Quốc Chiến cũng rất là cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho bé An ha. Bữa trước là mình đặt bé tên là Bình An. Đây mọi người, trên này mình có ghi cái hoàn cảnh của bé này. Thì có một cái số liệu mà các mạnh thường quân ủng hộ đây các bạn. Rất là nhiều người ấn danh. Tổng cộng là 9,45 triệu đồng. Thì cái số tiền này trước mắt là không phải là để đóng viện phí, mà để mua sữa tã, thức ăn cho bé trong cái thời gian tới ha. Thì mỗi lần hết thì cũng sẽ ứng cho chị Thúy để chị có cái thêm cái chi phí mà chăm sóc cho bé. Thì rất là cảm ơn mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video mới. Bây giờ cũng khuya rồi. Chắc là cũng chỉ đến ra về. Khi mà làm về cái chủ đề YouTube này các bạn, có nhiều thứ nó giống như là cái duyên, cái nợ vậy á. Có những nhân vật mà chúng ta không có ngờ sẽ gặp nhưng mà lại gắn bó với nhau. Cũng có những cái nhân vật rất là đáng thương mà không thể gặp được, giống như là chưa có duyên. Thì những cái người mà gặp duyên đó, thì hy vọng rằng mình sẽ gieo được chút duyên gì đó cho nó nảy nở trong tương lai.
Thì cũng cảm ơn mọi người đã chung tay giúp sức trợ duyên của Cuộc Chiến trong thời gian qua nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video mới. Xin chào và hẹn gặp lại.